Hoài nghi luôn cả giới căm thù, thoát khỏi môn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tâm chung là châu bao phù diệu, mong khơi chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung, bần thánh tu đà hoàng. Dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không thể che giấu, được xưng danh hiện thánh. Do vậy chính tâm chung là châu bao phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung, đứng thế tục thuyết giảng pháp được đến niết bàn, tinh lạc và thù thắng. Lời ích chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính đức Phật là châu bao phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, bằng vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như đèn tắt, bận tri chân niết bàn. Do vậy chính tâm chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân pháp đạo Như Chân. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân chúng bậc Như Linh. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. A ca sa tha cha bồ ma tha di qua na ga ma ni ti ca bồn nhân lô a bu mô đan tu chi răng ra căn tu sa sa na căn tu nô ga ru ra căn tu nha ta yo ra căn tu ba ni nô ra căn tu nô sa đa. Nguyện công đức tu kỳ hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực nữ khắp cả trần hoàng. Thư không với thiên giới, xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện, rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên, quân đồ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp. Mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh, được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình giúp khổ sầu, ngày ngày vui tu tập, tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ca mê buôn nhân a sa hoa ca gia hoa hăng hô tùa na ga tê ca lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm.
trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè. Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Thanh Thụy thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích, tùy theo các đẳng, bài 10, kinh niệm xứ, Satipatthana Sutta, phân đoạn 048-049, quán thân, quán sát bốn đại quan nghi, tiểu quan nghi sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hằng đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh cầm nét lại ạ. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lễ Tam Bảo, nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dài, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hưởng thượng trí giả thương chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng thánh đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, trực hạnh, như hạnh, chánh hạnh, gồm tứ sông bát bối. Các ngài xứng đáng được cung đón, đảnh lễ cúng dường, chắp tay là phước điền vô thượng ở đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã phân tộc, xin tùy hỷ phước lành được cắt tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đọc kinh lễ Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thượng Tọa Điện Tử Phật. Kính chào chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh niệm xứ
cũng còn ở trong phần quán thân. Hôm nay chúng ta học hai phân đoạn, hai đề mục, tức là quan sát đại quy nghi và quan sát tiểu quy nghi. Đại quy nghi tức là đi đứng nằm ngồi, còn tiểu quy nghi tức là những cái cử chỉ của thân ngoài cái bốn quy nghi, bốn đại quy nghi. Trong cách tu tập thiền quán thì Đức Phật dạy vị hành giả lúc đi đứng nằm ngồi hay là lúc hành động cử chỉ đều phải có chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì tập đó có lợi ích như thế nào và cách chánh niệm tỉnh giác ra sao, thì bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp thảo luận của Thượng Tọa Nhật Đản. Bây giờ thì xin mời của Thanh Thủy đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh để được giảng sư thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc phần bài học 048. Quán thân, quán sát bốn đại quan nghi là quán sát bốn tư thế. Lại nữa, này các tỷ kheo đi tuệ tri, tôi đi, hay đứng tuệ tri, tôi đứng, hay ngồi tuệ tri, tôi ngồi, hay nằm tuệ tri, tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vậy ấy tuệ tri thân như thế ấy. Vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Hướng dẫn về sự thay đổi tư thế. A. Chuyển đổi tư thế. Ví dụ hành giả muốn chuyển từ tư thế ngồi sang đứng thì trước nhất phải thấy rõ ý muốn, danh hay tâm và sự thay đổi của tư thế, sắc hay thân. B. Khi vừa mới chuyển tư thế thì nhận rõ sự chạm của thân như bàn tọa xúc chạm với chỗ ngồi, hướng chú tâm vào cảm giác toàn thân khi mới chuyển tư thế. C. Sau khi ý thức rõ sự chuyển dịch của tư thế thì đưa chánh niệm về lại hơi thở trong trường hợp đứng, ngồi, nằm hay bước chân trong trường hợp đi. Nhiều phiền não thường gắn liền với một tư thế nào đó, tùy mỗi người, ví dụ như hôn trầm hay nhục dục thường gắn với tư thế nằm. Một cách chế ngự các phiền não này là thay đổi đại quan nghi. Chánh niệm lúc chuyển tư thế cũng giúp hành giả phân biệt rõ danh sách, ý định và sự hiện ý định của thân. Con xin lỗi. Ý định và sự thực hiện ý định của thân. 049. Quán thân, quán sát tiểu quan nghi là sự quán sát những cử chỉ nhỏ nhặt của thân. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm, khi co tay duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo, săn gá tí, tăng dài lê,
mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hai vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Quan sát tiểu quan nghi là một trong những điểm đặc biệt của thiền tứ niệm xứ, do với những pháp tu định tâm khác. Hướng chánh niệm theo sát những thay đổi của thân, hay vì cố gắng tập chú một điểm, tản tâm, tùy quán. Cụ thể có bốn trường hợp thường được hướng dẫn. A. Ghi nhận những gì bất chợt xảy ra rồi đưa chánh niệm trở về. Ghi nhận những gì bất chợt xảy ra rồi đưa chánh niệm trở lại về đề mục chính. Hành giả đang ngồi quan sát hơi thở, bỗng nghe tiếng động lớn thì ghi nhận tiếng động và sự nghe rồi trở lại với hơi thở ra vào. Một ví dụ khác, khi đang tọa thiền, cảm giác tê nhức sanh khởi thì ghi nhận rồi trở lại chánh niệm hơi thở. B. Chánh niệm lúc ăn, quan sát rõ ràng từng điểm nhỏ như đưa thực phẩm vào miệng, nhai, nếm, nuốt, vân vân. C. Chánh niệm lúc đi kinh hành, chọn một đường đi có chiều dài nhất định, đi tới, lui với sự quan sát bước chân. Bước chân có thể ghi nhận với sự nhấc chân, đưa chân tới, đặt chân xuống. Lúc đi bình thường như đi vào làng hay đi trên bờ đê không gọi là kinh hành vì không có chiều dài nhất định của đường đi và cần tỉnh giác với lộ trình cũng như những gì xảy ra xung quanh. D. Tuy gọi là quán sát tiểu quan nghi nhưng sự ứng dụng cần môi trường chuyên chú và liên tục, intensive course, như trong các khóa thiền hay thời gian tu độc cư biệt trú. Hành giả quân tu được chánh niệm sắc sảo, bén nhạy đối với thân tâm, thấy được tất cả hiện tượng là đối tượng của chánh chứ không là sự chọn lựa tùy thích, nên có thể thắp sáng chánh niệm với bất cứ hoàn cảnh nào. Con tiếp, dạ, con đã đọc xong bài hôm nay và con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin hành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin hành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua phần dẫn nhập vừa rồi và phần đọc chánh văn thì ngày hôm nay chúng ta học về quán thân, mà ở đầu tiên là trong cái phần quán sát bốn đại quan nghi hay là bốn cái tư thế lớn của thân, có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi. Thì ở trong phần chánh văn Đức Phật dạy cho các vị tỷ kheo tuệ tri biết rõ khi mà tôi đi hay đứng tuệ tri, tôi đứng hay là ngồi tuệ tri, tôi ngồi hay là nằm tuệ tri, tôi nằm vân vân. Thì nói chung là ở trong cái tư thế nào thì vị đó phải biết mình đang ở trong cái tư thế đó. Thì ở ngay cái chỗ này đó, đầu tiên là chúng ta thấy rằng là đối với
tất cả chúng ta, là mọi người, ai mà đi hay là đứng hay là nằm hay là ngồi, thì chúng ta cũng đều biết là mình đang đi, hoặc là mình đang đứng, hoặc là mình đang ngồi. Nhưng mà đó là cái biết của thông thường, là cái biết của ở thường thức, quý vị. Thật sự ra thì mình biết mình đang thở, hoặc là mình đang đứng thì mình biết mình đang đứng. Nhưng mà tại sao ở trong bài kinh tứ niệm xứ này lại dạy cho, hoặc là tại sao mà Đức Phật lại dạy cho chúng ta tuệ tri mình đứng, có nghĩa là mình biết rõ là tôi đi hay là tôi đứng, vân vân, là tại sao quý vị? Thường thường á, khi mà chúng ta có cái sự di chuyển thì chúng ta nghĩ rằng là ta đi, hoặc là tôi đi, hoặc là ta đứng, hoặc là tôi đứng, vân vân. Thành ra đó, ở trong những cái trường hợp đó đó, chúng ta bị vướng vào, chúng ta bị vướng vào ở trong tà kiến, có nghĩa là mình không hiểu được do cái sự tác động, do cái tâm thức của mình nó khởi lên, rồi lúc đó những cái hoạt động ở trong thân, có nghĩa là nói về những cái sắc pháp đó, những cái sắc pháp nó có cái sự di chuyển. Chúng ta nhớ rằng là tâm nó sanh ra được sắc pháp, nó hoặc là tâm nó sanh lên nó làm cho sắc pháp sẽ tiếp theo sanh nơi đó, hoặc là chúng ta có những cái nhân, chúng ta có những cái nhân, thí dụ như là do chúng ta có cái ý muốn, hoặc là do cái sự mà vận hành của đất nước lửa gió ở trong thân mà nó di chuyển, mà đó là cái đó là một cái người mà người ta biết về cái thực tướng đó như vậy. Còn đối với những cái chúng sanh mà biết về theo cái thường thức á, thì mình tưởng rằng là mình có sức mạnh, thành ra mình di chuyển được, thì trong những cái trường hợp đó đó, thì quý vị thấy rằng đó là do cái biết của mình thường thức thôi. Chứ mình thấy rằng là có những người, người ta cũng có một cái thân hình rất là vạm vỡ, nhưng mà do người ta trục trặc gì đó ở trong một cái dây thần kinh của thân, thành ra đó quý vị thấy rằng ở trên cái phần trên người ta vẫn còn vạm vỡ, nhưng mà đôi chân của người ta không có sử dụng được, không có đi được. Thành ra lúc đó nếu mà mình nói rằng là mình muốn đi mà tại sao mình đi không được, là do nó thiếu những cái nhân duyên nào đó ở trong cái thân danh pháp và sắc pháp này, hoặc là nó thiếu đi một cái nhân nào đó nên chúng ta di chuyển không có được. Vậy thì ở trong cái phần đầu tiên á, nói về tứ oai nghi đó, thì chúng ta tu tập về tứ niệm xứ này á, là như thế nào, để chúng ta làm sao mà để cho chúng ta có cái sự mà quán sát, hoặc là chúng ta nhận ra được từ cái tư thế này nó chuyển sang cái tư thế kia. Mình tu tập tứ niệm xứ á, hoặc là mình tu tập mình quán sát ở trong tứ oai nghi của mình để chi, quý vị? Để cho chúng ta làm rơi rụng về cái tà kiến, để cho chúng ta làm gục ngã được cái tự ngã, có nghĩa là chúng ta bỏ đi những cái mà chúng ta cho rằng là mình, tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi đó, mình bỏ đi được những cái sự mà hiểu sai về cái điều đó. Vậy thì nếu như mà đầu tiên á, một người á, mà chúng ta muốn chuyển về cái tư thế, thí dụ như là bây giờ chúng ta muốn chuyển đổi từ cái tư thế ngồi sang cái tư thế đứng, thì trước nhất á, là chúng ta phải phải biết rõ là mình có cái ý muốn, mình có cái ý muốn đứng dậy. Thành ra đó, lúc đó đó thì quý vị thấy rằng những cái tâm của chúng ta đó, lúc đó nó sanh lên đó, thì có những cái sắc nó sẽ sanh theo đó. Thì khi mà những cái sắc đó nó sanh lên đó, thì chúng ta nhớ rằng là bất cứ một cái sắc nào mà nó sanh lên, nó đều có tám sắc bất ly ở trong đó. Mà ở trong tám sắc bất ly đó, thì nó có cái gì? Có đất nước lửa gió.
thì ở trong cái chất gió đó, đó ngài nó sẽ làm lay động, ngài nó sẽ làm lay động, có nghĩa là nó sẽ nâng đỡ ngài cái con người của mình, ngài cái thân ngài như vậy. Thành ra nếu mà một người mà tu tập, ngài chúng ta mà quán sát ngài hơn nữa đó, nó, mình do mình có cái ý muốn ngài đứng dậy nên nó có sự vận hành của những cái hoạt chất, những cái thành tố ở trong thân của mình, mà ở trong vi diệu pháp, ở trong pháp đó mình tu tập đó, thì gọi là những cái sắc, những cái sắc pháp ở trong cái trong cơ thể của chúng ta nó vận hành nên nó đẩy con người của chúng ta, có nghĩa là nó nâng đỡ con người của chúng ta, nó sẽ đứng lên đó. Thì từ cái tư thế ngồi đến cái tư thế đứng, rồi từ cái tư thế đứng mà mình muốn đi thì mình cũng phải có cái sự mà hiểu biết, mình phải có sự hiểu biết về cái khi mà chúng ta muốn đi, ví dụ như là cái giai đoạn đầu chúng ta đang ở trong cái quay nghi đứng đi, mà chúng ta muốn đi thì lúc đó chúng ta sẽ quán xét, chúng ta sẽ quán xét là coi như là mình bắt đầu mình muốn đi, thì lúc đó đó tâm của mình nó sẽ khởi lên cái sự ước muốn đó. Khi mà nó khởi lên cái sự ước muốn đó đó thì những cái sắc pháp nó sẽ hoạt động. Thì những cái sắc pháp nó hoạt động đó, thì ở trong đó những cái sắc đó thì nó cũng có 8 cái sắc bất ly. Thì ở trong 8 sắc bất ly đó, đó thì nó có cái chất gió. Mà cái chất gió đó cái trạng thái, cái nhiệm vụ của nó là như thế nào? Cái nhiệm vụ nó là làm chuyển động, nó làm chuyển động cái thân này của mình. Nên lúc đó chân chúng ta dở lên, rồi chúng ta đưa tới, rồi chúng ta chạm xuống mặt đất, rồi chúng ta có cái sự chịu lực xuống, rồi chúng ta mới nhóm tới, chúng ta bước đi. Thì ở trong cái điều này đó, thì thật sự ra đó, khi mà chúng ta muốn đi đó, chúng ta muốn tuệ tri, có nghĩa là chúng ta muốn biết rõ được những cái điều này á, thì chúng ta phải mới đầu đó, thì chúng ta phải có cái sự mà thực hành nó chậm, thực hành nó chậm lại, thì chúng ta mới quán xét, chúng ta thấy từ từ là do đầu tiên là do cái tâm thức hay là cái ý muốn của chúng ta nó khởi lên, rồi lúc đó chúng ta tiếp tục chúng ta mới có những cái hành động. Thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta khi mà mình học ở trong cái vi diệu pháp á, là có tâm đại thiện vô trợ và tâm đại thiện hữu trợ. Thì ở đây đó thì có những người, người ta nói rằng là tại sao mà cái vị đó đi kinh hành mà nhấc cái bước chân rồi dở lên rồi đưa ra, có nghĩa là làm những cái hành động đó nó chậm quá, làm những cái hành động đó nó chậm quá. Thì chúng ta nên nhớ rằng có những vị, thí dụ như là do những cái vị đó đã tu tập nó thuần thục, nó nhiều nhiều đời nhiều kiếp, thành ra bây giờ là nghe giảng nói là cái vị đó đi biết mình đi, thì cái vị đó sẽ tu tập được liền. Là trong cái trường hợp đó là chúng ta thấy rằng là những người mà người ta tục sanh bằng cái tâm đại quả vô trợ, thành ra người ta chỉ cần nghe giảng thôi, người ta chỉ cần nghe giảng hoặc là người ta chỉ đọc qua là người ta sẽ hiểu được, người ta sẽ biết được những cái gì mà được thuyết giảng ở trong đó, hoặc là những cái gì mà được nói ở trong đó, người ta sẽ nghe sơ qua, người ta sẽ biết được những cái ý chính. Còn tại sao mà có những người phải có cái sự mà ghi nhận chân của mình dở lên rồi đưa ra rồi chạm xuống đất, tại sao mà mình phải như vậy quý vị? Tại vì có những người là do tục sanh bằng cái tâm đại quả mà nó hỗ trợ, thành ra đó những người này phải làm lại chậm chậm từ từ. Quý vị thấy rằng thường thường chúng ta mà muốn lấy lại chánh niệm, chúng ta mà muốn lấy lại chánh niệm đó, thì khi mà chúng ta
muốn làm một cái động tác gì đó thì chúng ta cũng phải có cái sự mà ghi nhớ. Mà mình muốn ghi nhớ đó thì mình phải làm chậm lại từ từ. Chúng tôi quý vị biết có những cái lúc đó, có những cái lúc đó, mà mình bận đi một cái công việc gì đó gấp quá đó, thì nếu mà lúc mà gấp quá gì đó gấp quá đó, thì nếu mà lúc mà gấp quá đó là tâm của mình nó bị phóng, nó bị phóng tâm, thành ra đó khi mà lên xe để mà đi công việc rồi đó, thì lúc đó mình sẽ quên đem cái này quên đem cái kia. Mà nếu mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị từ trước, là có nghĩa là ví dụ như chúng ta biết rằng là sáng nay mình sẽ có cái công việc đó như vậy, thì tối những cái vật dụng gì mà mình cần thiết thì mình bỏ vào ở trong đó sẵn, và khi mà mình rồi đến cái buổi sáng đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái thời gian nó trước, thành ra lúc đó đó mình sẽ có cái sự tập trung. Chúng ta sẽ nhớ chúng ta đóng cửa phòng lại, hoặc là đồ đạc trước khi chúng ta đi thì chúng ta sắp xếp nó lại gọn gàng, vân vân. Thì chúng tôi nói ra những cái điều này là để chi, để là cái cách để mà cho chúng ta huân tập về cái sự ghi nhớ. Còn nếu mà chúng ta để mà mình bị gấp gáp thì lúc đó chúng ta rất là khó để mà ghi nhớ những cái điều đó. Thì cũng vậy, ở trong cái sự tu tập đó, thì tại sao mà chúng ta phải có những cái động tác nó từ từ lại? Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta dỡ cái bước chân lên đó, chúng ta dỡ cái bước chân lên đó, mà chúng ta tu tập từ từ đó, thì lúc đó đó chúng ta sẽ ghi nhận, chúng ta sẽ ghi nhận quý vị. Chúng ta đưa cái chân lên đó, chúng ta biết nhiều khi đó, là chúng ta tu tập một thời gian đó, mình sẽ ghi nhận được là tại sao cái chân của mình khi mà đưa lên như vậy, có lúc á, thì mình cảm thấy nó nặng, có lúc á, thì mình cảm thấy nó nhẹ. Rồi khi mà mình đặt chân xuống đó, thì có những lúc á, mình cảm nhận hôm nay mình lúc này mình đặt cái bàn chân xuống, cái nặng nhẹ đó, mình có cái sự ghi nhận rõ. Thì những cái điều này á, là do đâu? Do chúng ta có cái sự huân tu, chúng ta có cái sự tu tập mà chúng ta phải làm từ đầu. Có nghĩa là từ lúc mà chúng ta khởi lên cái ước muốn, khi mà chúng ta bước chân, chúng ta bước chân đi, là chúng ta biết rằng là do mình có cái ý muốn, rồi những cái sắc pháp nó sanh lên, thành ra chúng ta có cái sự di chuyển theo cái ý muốn của chúng ta. Thì đó là cái sự tu tập, mình tu tập dần dần như vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái sự mà ghi nhận. Thì khi mà chúng ta đi rồi, chúng ta đang đi ở trong cái tư thế đó, gọi là cái tư thế mình đang đi, thì nếu mà mình muốn chuyển đổi lại theo cái tư thế mà đứng lại, thì chúng ta cũng phải từ từ đến chi quý vị, để chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy rõ rằng là chúng ta có cái ý muốn, chúng ta có cái ý muốn, chúng ta dừng lại đó, rồi chúng ta từ từ rồi chúng ta mới dừng lại. Còn nếu mà chúng ta muốn chuyển qua cái tư thế ngồi xuống, thì chúng ta cũng phải ghi nhận từ từ. Khi mà chúng ta ngồi xuống trước đó thì nó phải có khởi lên, nó phải có khởi lên cái ý muốn. Nhưng mà toàn bộ khi mà chúng ta từ ngồi đến đứng, rồi đứng mà đến chúng ta đi, thì lúc đó chúng ta đều có những cái ý muốn nó phải sanh khởi trước hết. Cái ý muốn hay là cái danh hay là cái tâm của mình nó sẽ sanh khởi trước, rồi chúng ta mới thay đổi tư thế, hoặc là chúng ta mới di chuyển. Nhưng mà thường thường thì quý vị thấy rằng trong cả một ngày đó thì chúng ta ngồi, rồi chúng ta đứng, rồi chúng ta nằm, rồi chúng ta đi. Nhưng mà do đâu quý vị? Do tâm của chúng ta bị chi phối bởi những cái cảnh này, bởi những cái cảnh kia, thành ra lúc đó chúng ta ghi nhận không kịp. Mình ghi nhận không kịp quý vị. Trong ngày đâu phải là mình không có thay đổi quan nghi đâu,
chúng ta có phải thay đổi quay nghi hết à, nhưng mà chúng ta có ghi nhận được, chúng ta có ghi nhận được là cái ý muốn của chúng ta khởi lên không à, chúng ta không mà không có ghi nhận được. Hoặc là lúc mà chúng ta ở cái tư thế chúng ta ngồi là những cái phiền não nó sanh lên, nhiều khi lúc đó đó là chúng ta cũng không có ghi nhận được. Thành ra đó, đối với cái sự mà tu tập về cái tứ niệm xứ là để chi vậy? Để cho chúng ta lấy những cái đối tượng là danh pháp hoặc là sắc pháp, hoặc là chúng ta lấy cái đối tượng là chúng ta đang đi để mà chúng ta ghi nhận từ từ. Thì thật sự ra đó, không có một cái pháp môn nào mà tu tập nó dễ hết. Không có một cái pháp môn nào mà chúng ta mới tu tập mà chúng ta ghi nhận được hết. Phải do cái sự mà huân tu, cái sự tu tập từ từ, chúng ta tu tập nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, chúng ta tu tập, chúng ta huân tập như vậy đó, trong một cái thời gian dài thì chúng ta sẽ nhận ra được từ từ. Ngay cả đối với cái hơi thở cũng vậy. Cái hơi thở thì quý vị thấy rằng lúc nào chúng ta cũng thở. Nếu mà chúng ta không thở là chúng ta chết rồi. Nhưng mà có lúc nào chúng ta ghi nhận được hơi thở hay không? Thì nếu mà chúng ta không gặp những cái pháp môn tu tập này thì không có cái cách nào để cho chúng ta ghi nhận về cái hơi thở. Thật sự ra đó, quý vị thấy rằng khi mà nhờ mình được học ở trong những cái pháp môn này, lúc đó, khi mà chúng ta hít vô rồi chúng ta sẽ biết cái cảm giác nó như thế nào. Khi mà chúng ta thở ra chúng ta cũng biết cái cảm giác đó như thế nào. Thì những cái điều này là do đâu chúng ta biết, quý vị? Cũng nhờ những bài kinh tứ niệm xứ hoặc là đại niệm xứ, hoặc là những bài kinh Đức Phật dạy về thân hành vân vân. Chứ thật sự ra nếu mà không có những cái bài kinh này chúng ta không biết được. Bây giờ thí dụ như bây giờ bình thường chúng ta không có ghi nhận được hơi thở, nhưng mà nếu mà chúng ta có học thì chúng ta biết được, chúng ta ghi nhận được cái hơi thở nó vô như thế nào. Khi mà chúng ta hít vô thì chúng ta có một cái cảm giác là cái hơi thở mình nó mát, nó có cái sự xúc chạm ở trong cái mũi của mình. Mình có cái sự ghi nhận là nó mát, quý vị. Đó, khi mà chúng ta thở ra đó, thì nếu mà chúng ta có cái sự mà chú tâm đến, chúng ta có cái sự ghi nhận đến, thì chúng ta sẽ biết được cái hơi thở ra đó, nó sẽ nóng hơn cái hơi thở vô. Nhưng mà từ hồi đó giờ, mình đâu có ghi nhận về cái điều đó được. Hoặc là khi mà cái hơi thở vô, nó sẽ trước tiên nó sẽ xúc chạm ở ngay chỗ cái vành mũi của mình, hoặc là ở trên cái môi của mình. Mà khi mà hơi thở ra có khi thì nó xúc chạm ở cái vành mũi mình hoặc là ở trên cái môi của mình đó. Nhưng mà hồi trước, từ trước tới giờ chúng ta không ghi nhận được cái điều này. Chỉ có trong cái thời nay, nếu mà chúng ta có cái duyên lành chúng ta gặp được cái lời của Đức Phật dạy ở trong cái giáo pháp này, thì lúc đó chúng ta mới ghi nhận. Mà có nhiều người người ta hỏi là mình ghi nhận diện chi, chúng ta ghi nhận đó như vậy đến chi. Mình ghi nhận như vậy đó là để cho chúng ta không có bị những cái phiền não, thí dụ như là hôn trầm, hoặc là tham ái, hoặc là cái sự sân hận nó xâm nhập ở trong tâm của chúng ta. Một tâm chúng ta biết một cảnh, một tâm chúng ta biết một cảnh, thì nếu mà lúc đó chúng ta ghi nhận cái đối tượng là chúng ta đang đi, hay là chúng ta đang đứng, hay là chúng ta đang ngồi, hay là chúng ta đang nằm, hoặc là chúng ta đang ghi nhận về cái hơi thở, thì lúc đó những cái sự mà sầu bi, hoặc là những cái sự tham, hoặc là sân vân vân, nó không có sanh khởi ở trong tâm của cái vị mà đang ghi nhận đó. Tại vì sao? Tại vì một tâm chỉ biết là một cảnh. Chúng tôi nhớ rằng trước kia đó, chúng tôi có đọc một cái bài kinh tứ niệm xứ mà nói về những vị sư ngày xưa mà đi khất thực đó, những vị sư ngày xưa mà đi khất thực đó, quý vị biết rằng
những cái vị đó đó có cái sự mà được dạy với nhau, được dạy với nhau. Có vị thì coi như là đi khất thực, trong miệng lúc nào cũng ngậm một cái bụng nước, ngậm một cái bụng nước quý vị. Để chi vậy? Để cho cái vị đó đó không có không có nói chuyện, hoặc là không có phân tán tâm, mình không có ngó về cái chỗ này, ngó về cái chỗ kia, mà mình chỉ chú tâm là mình đang ôm bình bát mình đi. Nếu mà cái vị đó đó mà có ai mà hỏi đó, thì cái vị đó sẽ nuốt cái ngụm nước đó để mà trả lời. Còn nếu mà không có ai hỏi đó thì cái vị đó sẽ đi, đến khi nào mà trở về cái trú xứ của vị đó thì vị đó sẽ nhổ cái ngụm nước đó ra đó. Hoặc là có những cái cách đó để mà chúng ta ngày xưa đó có những cái vị sư đó, tu tập những cái pháp môn này một cách rất là tinh tấn, một cách rất là quyết liệt quý vị. Thí dụ như cái vị đó đi kinh hành, dạ xin lỗi, cái vị đó đang đi chung với trong đoàn của chư tăng đi khất thực, mà đang đi như vậy đó, cái vị đó khởi lên cái sự tham ái hay là khởi lên cái sự sân hận, thì cái vị đó sẽ đứng lại, cái vị đó sẽ đứng lại. Thì nếu mà cái vị đó đứng lại đó mà không có diệt trừ được cái phiền não đó, có nghĩa là trong tâm mình vẫn còn bị cái tham nó khởi lên hay là bị sân nó khởi lên, thì cái vị đó đứng lại, nếu mà vẫn còn khởi lên cái phiền não đó thì cái vị đó sẽ ngồi xuống. Mà quý vị thấy rằng khi mà mình đang đi như vậy đó thì ngoài sau mình là có nhiều vị sư đi ngoài sau nữa, thì nếu mà chúng ta đứng lại rồi chúng ta ngồi xuống thì lúc đó cái vị đó nó sẽ biết rằng là những vị ở phía sau của mình cũng đang đứng lại giống mình, rồi mình ngồi xuống thì những cái vị đó cũng phải đứng chờ mình, đứng dậy để mà đi. Thì những cái vị đó đã biết được là cái tâm tư của mình nó đã ở lên cái phiền não do quán xét, biết như vậy thành ra cái vị đó khởi lên cái tâm mà có cái sự hổ thẹn, có cái sự xấu hổ, thành ra ngay trong cái tư thế đó cái vị đó diệt trừ được, những cái phiền não. Khi mà cái vị đó diệt trừ được cái phiền não ở trong cái quan nghi đó rồi thì cái vị đó sẽ quán sát lại, coi mình khởi lên cái ước muốn đứng dậy, thì cái vị đó từ từ sẽ đứng dậy. Rồi cái vị đó sẽ khởi lên cái ước muốn là bước tới, thì cái vị đó sẽ tiếp tục mà bước tới. Thì những cái điều này đó mình làm như vậy á, mình quan sát, mình biết rõ như vậy để chi quý vị? Để mình chú tâm, chú tâm ở trong đối tượng đó, đừng để cho cái phiền não đó nó khởi lên. Chứ thật ra đó có nhiều người người ta nghĩ rằng sao cái pháp môn này nó ngộ quá, ai cũng có đi có nằm có ngồi, mà bây giờ mà mình tu tập mình phải tuệ tri chi, tuệ tri cái điều này để chi quý vị? Để cho chúng ta biết rằng là chúng ta biết rõ là cái sự tu tập của chúng ta từng giai đoạn tâm ý của chúng ta nó khởi lên như thế nào, nó khởi lên như thế nào, mình ghi nhận như thế đó đó. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì những cái đi đứng nằm ngồi nó cũng đều là những cái sự vận hành của tâm pháp và danh pháp và sắc pháp đó. Thì quý vị thấy rằng đối với sự vận hành của danh pháp và sắc pháp là như thế nào, có nghĩa là cái vị đó khởi lên có cái tâm cái ý khởi lên cái ước muốn đi, thì lúc đó thì thân sẽ chuyển động. Mà thân sẽ chuyển động là do cái gì quý vị? Là do sắc pháp đó. Thí dụ như cái ước muốn mà khởi lên muốn di chuyển thì lúc đó là thân biểu tri, thân biểu tri. Vậy thì cái thân biểu tri á, thì nó sẽ nằm ở đâu quý vị? Nó sẽ nằm ở trong sắc quẩn, nó là sắc pháp. Thì vậy thì nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở trong sắc quẩn. Mà cái tâm của mình khởi lên cái ý muốn như vậy đó thì nó, cái tâm của mình nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về thức quẩn. Mà hễ mà thức quẩn á, thì nó sẽ có cái gì đồng sanh? Thức quẩn nó sẽ là
tứ danh quẩn đồng sanh, thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Vậy thì chúng ta thấy rằng lúc đó là có đủ, có đủ năm quẩn. Rồi năm quẩn đó đó thì nó sẽ khi mà chúng ta cái bước đi của chúng ta hoặc là chúng ta thay đổi quan nghi, thì quý vị thấy rằng là lúc đó ngũ quẩn nó sẽ sanh, ngũ quẩn nó sẽ diệt. Thì cái sự tu tập này thì mới đầu thì chúng ta do chúng ta học, chúng ta có cái sự học thì chúng ta mới ghi nhận được từ từ đó. Thì đối với cái pháp môn mà mình tu tập về tứ niệm xứ thì đúng là ở giai đoạn đầu chúng ta phát triển cái gì, chúng ta phát triển cái sự tinh tấn, cái sự chánh niệm, tinh tấn, mình tinh tấn mình tu tập rồi mình phát triển được cái chánh niệm của mình, thì lâu ngày lâu ngày lâu tháng do chúng ta chế ngự các cái phiền não ở trong các cái quan nghi đó, thì lúc đó chúng ta có cái chánh niệm từ từ nó sẽ được quân tập từ từ đó, thì coi như là chúng ta sẽ biết được cái sự vận hành của danh pháp, cái sự vận hành của sắc pháp. Thì bởi vậy đó có nhiều khi quý vị thấy rằng đối với ở trong những cái trường hợp này đó, mà khi mà một cái vị mà tu tập đó, mà cái vị đó mà có biết được cái gì mà được gọi là ngũ quẩn, cái gì mà được gọi là thập nhị xứ hoặc là thập bát giới vân vân, thì mình lúc đó đó mình sẽ rất là dễ dàng, mình sẽ dễ dàng để mà mình ghi nhận. Mà quý vị thấy có một cái điều nó lạ như vậy nè, khi mà chúng ta ghi nhận có nghĩa là chúng ta chú tâm ở trong cái pháp, cái pháp mà chúng ta đang hành, thì lúc đó cái phiền não nó khó sanh khởi hơn. Còn nếu mà bây giờ mà mình nói rằng là ví dụ như là mình chế ngự các căn, mình chế ngự các căn, thì cái sự chế ngự đó có lúc mình sẽ chế ngự được, nhưng mà có lúc mình chế ngự không được. Mà còn nói về cái sự mà mình đi kinh hành hoặc là mình tu tập ở trong những cái quan nghi đó, thì do mình chú tâm, mình chú tâm vào ở trong đó nó mạnh hơn, thành ra những cái phiền não lúc đó nó ít có sanh khởi. Chúng tôi nhớ rằng có những cái ngày, những cái ngày trước, những cái thời gian lúc trước lâu rồi đó, thì khi mà chúng tôi bắt đầu mà tập đi kinh hành, thì thật sự ra đó quý vị biết không, khi mà mình đi kinh hành lúc đó cái tâm của mình nó đi được có một chút cái lúc đó nó suy nghĩ, nó ngó lên cái ngọn cây, rồi mình hết ngó lên cái ngọn cây thì mình lại ngó qua cái vách tường, hay là mình ngó lên, mình ngó xuống cái sân, cái sân này, cái sân kia, vân vân đó. Thì lúc đó chúng tôi mới chú tâm vô, thí dụ như là chân trái bước thì mình ghi nhận cái chân trái của mình bước, rồi chân phải của mình bước thì mình sẽ ghi nhận cái chân phải của mình bước. Thì thật sự ra đó, ở trong cái lúc đầu là mình phải ghi nhận như vậy quý vị, rồi dần 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 về sau đó đó chúng ta mới ghi nhận qua những cái động tác khác. Có nghĩa là sau khi mà chúng ta an trú, chúng ta ghi nhận từng phần vậy đó, thì chúng ta ghi nhận do cái ví dụ như lúc mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta ghi nhận trái bước, phải bước, thì có những người thì người ta không có chịu về cái điều này, người ta không có chịu về cái điều này, nhưng mà lúc mà chúng tôi tu tập thì chúng tôi thấy rằng là mình ít có bị chi phối, ít có bị chi phối về những cái quan cảnh xung quanh, rồi từ đó mình an trú được thì lúc đó mình mới ghi nhận là mình dở chân lên, rồi mình đưa chân ra, rồi mình có cái sự chạm đất, rồi mình có cái sự đứng ở trên đất. Thì những cái điều đó quý vị biết rằng là mình phải điều làm chậm chậm từ từ hết, mình phải làm chậm từ từ hết. Còn nếu mà khi mà chúng ta làm với mà cái động tác mà nó nhanh quá đó, thì chúng ta ghi nhận không kịp, mình ghi nhận không kịp, thành ra đó chúng tôi sau đó đó chúng tôi mới coi lại
mới coi lại ở trong quy diệu pháp thì mình mới thấy rằng đúng là có những cái tâm đại thiện nó thuộc về mà nó hỗ trợ, có những cái tâm đại thiện mà nó thuộc về vô trợ, hoặc là có những cái tâm đại quả nó vô trợ, hoặc là có những cái tâm đại quả nó hỗ trợ. Có nghĩa là có những người người ta rất là nhanh. Quý vị thấy rằng ở trong cái lớp học này cũng vậy, có những người người ta khi mà người ta nghe pháp người ta nhớ rõ, hoặc là có những người, có những lúc mà chúng tôi học ở trong lớp thì mình cũng thấy có những vị rất là nhanh. Một cái vị mà giảng sư hoặc là một cái vị giáo thọ sư giảng ở trên đó, ở trên bảng giảng là cái vị này đã vừa nghe và đã vừa chép và đã vừa nhớ luôn. Hoặc là ở ngoài đời đó, chúng ta thấy rằng có những người á, người ta cũng vừa học mà người ta cũng vừa học rồi người ta vừa xong cái lớp học đó, xong cái tiết đó trong cái thời gian đó là coi như là người ta sẽ nhớ liền, nhớ được cái bài học đó liền. Thì chúng tôi nghĩ rằng là do mình thấy những cái trường hợp đó thì mình mới biết rằng là có những người người ta nhạy căn, có nghĩa là người ta tục sanh bằng cái tâm quả mà nó vô trợ, còn có những người thì tục sanh bằng cái tâm quả hỗ trợ. Thành ra đó, nếu mà mình tục, mình là cái người mà chậm, cái căn cơ của mình chậm thì mình phải có cái sự mà di chuyển nó từ từ, từ cái tư thế này chuyển qua cái tư thế kia trong những cái quay nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta có cái sự mà ghi nhận từ cái ý của chúng ta sanh khởi, rồi từ cái bước chân của chúng ta dở lên rồi chúng ta đưa ra, rồi chúng ta chạm xuống đất, vân vân, chúng ta đều phải ghi nhớ hết những cái chi tiết đó. Đó, rồi quý vị thấy đó, không phải là đại quay nghi không, mà Đức Phật còn chỉ cho mình những cái chi tiết nhỏ nhặt. Những cái chi tiết nhỏ nhặt đó chúng ta cũng phải có cái sự mà ghi nhận, có cái sự tỉ tri. Có nghĩa là cái vị tỷ kheo mà khi bước tới bước lui, cái bước tới bước lui á là không phải là đi lui nha quý vị. Khi mà chúng ta đi đến đó thì gọi là bước tới. Khi mà chúng ta quay lại, chúng ta đi quay lại thì gọi là bước lui. Chứ có nhiều người á, tại vì lúc trước chúng tôi thật sự ra đó là mình cũng có thấy nhiều người người ta nói, ủa sao bước tới rồi bước lui. Cái điều đó nó không phải, nó không phải là giống như chúng tôi có gặp cái pháp môn tu này. Có những cái người mà ở ngoài Phật giáo á, người ta đi tới một bước rồi người ta lui lại một bước này kia vân vân. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng có nhiều người á, người ta bị hiểu lầm cái chỗ này. Mà khi mà chúng tôi đọc kỹ lại đó, cái vị tỷ kheo bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm. Có nghĩa là bước tới bước lui có nghĩa là như thế nào? Khi mà chúng ta đi tới gọi là chúng ta bước tới, rồi khi mà chúng ta đi quay trở lại thì gọi là chúng ta bước lui. Thì những cái việc đó, mình cũng phải ghi nhận rõ cái ước muốn của mình, rồi cái sự di chuyển của thân đó. Hoặc là khi mà mình đang làm một cái công việc gì đó, thí dụ như là mình co tay hoặc là mình duỗi tay thì mình cũng biết rõ cái việc đó của mình đang làm. Hoặc là cái vị tỷ kheo khi mà đắp sankhati là đắp đắp y tăng già lê hoặc là mang bát hoặc là mang y cũng biết rõ những cái điều này. Chúng tôi còn nghe chúng tôi lúc trước chúng tôi có thấy những cái vị thiền sư đó, có khi mình thấy rằng những cái vị đó hỏi cái vị hành giả những cái điều nó rất là sơ sài, quý vị, những cái điều nó rất là sơ sài. Thí dụ như là cái vị thiền sư đó, nghe cái vị hành giả đó là khoe mình tu một ngày được 8 tiếng. Hồi lúc trước chúng tôi ở trong cái trường thiền chúng tôi nghe người ta lên người ta trình pháp. Có người người ta trình với cái vị thiền sư đó là con tu một ngày 6 tiếng, 30 phút ngồi, 30 phút đi kinh hành. Đó, rồi có vị thì trình pháp là một ngày 8 tiếng, một ngày 12 tiếng, nói chung là rất là nhiều quý vị. Nhưng mà khi mà không có
cái vị giả là án mình dường bước mình chạm chạm cái mặt sàn, quý vị còn nghe được tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, thì quý vị thấy đó, cái vị thiền sư đó, người ta hỏi một cái đời sống nó rất là thông thường. Cái vị hành giả đó có nhớ hồi sáng cái chân nào mình chạm đất trước hay không, lúc mà từ trên giường bước xuống đó quý vị. Rồi cái tay nào mà mình vịn vô cái cửa để mà mình mở cửa mình đi ra hay không. Đó, thì nói chung là giống như là quay phim chậm lại đó, quay phim chậm lại. Thành ra đó, có những người á, quý vị biết rằng á, người ta trình pháp á, người ta nói là một là 12 tiếng, một tiếng ngồi, một tiếng đi kinh hành. Đó, nhưng mà cuối cùng á, thì cái vị thiền sư á, hỏi đó, thì cái vị đó là không có nhớ, không có nhớ quý vị, không có nhớ. Thì thật sự ra đó, bây giờ chúng ta kiểm nghiệm lại coi, chúng ta kiểm nghiệm lại coi, hồi sáng chúng ta dậy á, từ cái lúc sáng cho đến bây giờ chúng ta có nhớ rằng là chúng ta bước đi bằng chân nào, hoặc là chúng ta có cái mở cái cửa bằng cái tay nào hay không. Thì thật ra đó thì mình không nhớ quý vị, thật ra thì chúng ta không nhớ. Thì tại sao mà chúng ta không nhớ? Là tại vì cái lúc đó đó chúng ta làm, chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có cái sự ghi nhớ. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn kinh này đó, Đức Phật dạy cho chúng ta đó, khi mà co tay duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm, khi mà mình đắp y, hoặc là mình mang bát, mình biết rõ những cái việc mình đang làm. Rồi khi mình ăn, khi mà mình uống, khi mà mình nhai, mình nếm, vân vân, mình biết rõ được những cái khi mà mình đang làm hết. Thì quý vị thử, nếu mà chúng ta mà có cái sự mà huân tập như vậy, mình mà có sự huân tập như vậy coi quý vị, là chúng ta sẽ nhớ liền. Nếu mà chúng ta có hồi trước giờ mình đã từng tu tập về tiểu quay, những cái quay nhỏ này, thì chắc chắn nếu mà ai mà có tu tập thì bây giờ mà hỏi mình hồi sáng này đó, mình đưa tay mình mở cái cánh cửa đó bằng tay trái hay bằng tay phải, thì chúng ta nhớ liền quý vị. Nhưng mà cái con người của chúng tôi sẵn ở đây, chúng tôi cũng nói quý vị biết rằng ở trong cái mùa dịch vừa rồi đó, thì có những người người ta không phải là người ta có chánh niệm, nhưng mà do người ta sợ về bệnh quý vị, người ta sợ bệnh. Quý vị biết rằng có những người là người ta mở cửa, thí dụ như người ta đi vào ở trong một cái chỗ bán hàng, hoặc là một cái siêu thị gì đó, quý vị biết rằng cái lúc mà người ta mở cửa đó, thì người ta có cái sự ghi nhớ, người ta đeo cái bao tay, hay là khi mà người ta bấm cái chốt cửa, cái cửa đó, thì thường thường người ta lấy cái đốt tay của người ta ấn vô, chứ người ta không có lấy cái ngón tay giống như lúc trước. Thì cái điều đó là không phải là mình không phải là mình có cái sự tu tập, nhưng mà trong cái thời dịch bệnh người ta sợ những cái điều đó. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mà mình tu tập á, mà cũng giống như là mình sợ mình bị nhiễm dịch, hoặc là cũng như là mình sợ mình bị nhiễm vậy, tự nhiên là chúng ta tác đó ghi tác cái là để cho chúng ta tu tập để mà có chánh niệm, có cái sự từng cái hành động đó là lớn hay là dù cái hành động đó là nhỏ, thì mình cũng phải ghi nhận được những cái sự mà ghi nhận đó, chúng ta từ cái lúc mà chúng ta ngồi, hoặc là chúng một cái tư thế nằm, chúng ta cũng có cái sự mà ghi nhận rõ từng cái động tác đó như vậy. Hoặc là có những cái lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta hành thiền mà cái cảm giác tê nhức, nó sanh tê nhức nó sanh khởi lên, thì lúc đó đó chúng ta cũng có cái sự mà ghi nhận tê. Sau khi mà chúng ta biết cái sự tê nhức đó rồi, chúng ta quay trở lại với cái đề mục chính của chúng ta. Thí dụ như là lúc đó là chúng ta đang tu tập về hơi thở, thì chúng ta sẽ quay lại
cái đề mục hơi thở, hoặc là đối những cái về tứ niệm xứ mà phát ra cái chánh niệm, cái lúc ăn vị đó rất rõ từng cái tiết nó nhỏ như là mình đưa thực phẩm vào ở trong miệng, rồi cái sự nhai của mình, cái vị của mình, hoặc là cái sự nuốt của mình, thì mình cũng có cái sự ghi nhận từng chi tiết, từng chi tiết. Thì mình ghi nhận từng cái chi tiết đó để chi vị, để mà mình có cái chánh niệm mà nó bén nhạy, nó bén nhạy đối với cái thân tâm này đó. Rồi khi mà chúng ta ghi nhận những cái điều đó thì lâu ngày thì chúng ta sẽ nhận ra được, chúng ta nhận ra được cái sự mà sanh khởi cái ước muốn của mình, rồi cái sự di chuyển của mình đó, là nó đều có nó đầy đủ những cái nhân duyên, nó có đủ những cái nhân duyên. Thì khi mà chúng ta biết được nó đủ những cái nhân duyên đó rồi đó, thì chúng ta mới bỏ đi được cái tà kiến. Như mà ở trong cái lúc đầu chúng tôi nói đó, một cái vị mà tu tập về tứ quay nghi hoặc là tiểu quay nghi này, cái mục đích là để chi quý vị? Cái mục đích là để cho chúng ta bỏ được cái tà kiến. Có nghĩa là chúng ta cho rằng là do mình có sức thành ra mình đi được, hoặc là mình do mình có sức thành ra mình đứng lên ngồi xuống một cách nhanh chóng vân vân đó. Thì như vậy đó thì coi như là chúng ta bị vướng vào cái đó, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ đi được cái sự mà hiểu lầm, hiểu sai về ở trong cái quan niệm này. Mà nếu mà chúng ta mà có cái sự mà hiểu đúng một cách rõ ràng thì lúc đó là chúng ta sẽ ghi nhận, chúng ta biết được rằng là do có cái ý muốn nó khởi lên, rồi nó mới có những cái sự mà chuyển đổi của thân. Rồi khi mà cái sự chuyển đổi của thân đó thì lúc đó là chúng ta sẽ nhìn nhận ra được là cái sự di chuyển này là do danh pháp và sắc pháp nó di chuyển, chứ không có một cái chúng sanh nào mà gọi là đang đi hoặc là sẽ đi hết. Chỉ có những cái điều đó là do cái sự chế định để mà cho mình hiểu biết, để mà mình nói lên từng cái trạng thái đó thôi. Thì một người mà tu tập như vậy đó thì lâu ngày đó thì chúng ta sẽ có cái sự mà chánh niệm nó dần dần nó phát triển lên. Thì khi mà chánh niệm mà nó phát triển lên thì lúc đó chúng ta sẽ biết được là những cái nhân này nó sanh lên rồi khi mà hết nhân duyên thì nó sẽ diệt đi. Mà hãy mà khi mà hết nhân duyên rồi đó nó sẽ diệt đi, thì vậy thì nó sẽ mang cái tính chất là vô thường. Khi mà nó mang cái tính chất vô thường mà cái gì mà nó thuộc về vô thường thì nó sẽ đem đến cái sự đau khổ thôi. Mà hãy mà nó mà có vô thường, có cái sự đau khổ thì không có thể nào mà mình nói cái đó là cái tự ngã của mình. Không thể nào mà mình nói về cái tự ngã của mình. Thì nhờ như vậy mà từ từ cái chúng ta bỏ đi được, chúng ta bỏ đi được cái sự mà chúng ta chấp về cái thân này là của mình, là vân vân đó. Thì nhờ như vậy dần dần chúng ta mới làm cho nó rơi rụng được cái tà kiến từ từ. Rồi khi mà chúng ta thấy rằng tiếp theo thì ở đây có một đoạn Đức Phật nói là như vậy đó, là vị ấy quán thân trên nội thân, hay sống là quán thân trên ngoại thân. Có nghĩa là như thế nào quý vị?
Có nghĩa là mình biết được là khi mà chúng ta quán xét là như vậy đó, thì chúng ta biết được là mình có cái thân này ở đây á, là do đâu quý vị, là do cái sự vô minh, là do cái sự tham ái, là do cái sự chấp thủ, rồi do cái nghiệp, là nên nó hình thành là cái thân này của mình ở đây đó. Rồi cái thân ngay trong hiện tại này đó là cũng do là những cái yếu tố là gần ở trong cái cuộc sống này, có nghĩa là cũng do vô minh, rồi do tham ái, do cái sự chấp thủ, do những cái hành động mà được gọi là nghiệp, nên mình sẽ có cái thân ở trong tương lai đó. Thì một người mà tu tập mà để mà hiểu được những cái điều này thì cái vị ấy quán sống sẽ quán thân ở trên nội thân, hay là sống quán thân ở trên ngoại thân, thì do cái sự mà quán những cái tánh sanh diệt trên thân, nội thân, ngoại thân, thì cái vị đó sẽ hướng đến chánh niệm, hướng đến chánh trí, và mới có cái sự thành tựu. Còn không chấp trước, không chấp trước một cái vật gì ở trên đời, là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái vị đó là đã chứng đạt, đã do tu tập những cái oai nghi này nên đã chứng đạt đạo quả A-la-hán, trở thành một cái vị A-la-hán rồi. Thì quý vị thấy rằng những cái vị mà A-la-hán thì mới là không có chấp trước một cái vật gì ở trên đời này hết đó. Thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có cái sự quân tập nó từ từ ở trong những cái đời sống này, những cái đời sống sau, thì đến một lúc nào đó chúng ta đầy đủ cái duyên lành thì chúng ta mới có cái khả năng là chúng ta sẽ không chấp trước mọi vật ở trên đời. Cũng như quý vị thấy rằng đối với tôn giả Ananda, trưởng lão Ananda, thì ngài tu tập ở trong thời gian đầu ngài đắc được đạo quả Tu Đà Quờn, nhưng mà đến mãi sau này đó, mãi đến về sau này khi mà Đức Phật niết bàn rồi, đến cái lúc mà chư tăng sẽ chuẩn bị mở cái đại hội kết tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ nhất, thì trong cái đêm đó trưởng lão Ananda mới đắc được đạo quả A-la-hán. Thì quý vị coi lại ở trong cái bài kinh đó đó, đối với ngài Ananda đó, lúc đó ngài tu tập rất là tinh tấn, ngài tinh tấn suốt trong cái thời gian đó, nhưng mà không có đắc được đạo quả. Nhưng mà khi mà lúc đó đó, ngài vẫn giữ cái chánh niệm ở trong từng oai nghi. Khi đó ngài khởi lên cái ý muốn, ngài muốn nằm xuống để nghỉ ngơi một chốc lát, thì lúc đó cái sự tinh tấn nó đã quân bình trở lại rồi. Hồi nãy là quá tinh tấn, rồi bây giờ ngài có một cái sự mà khởi lên cái ý là sẽ ngừng nghỉ tí xíu, ngừng nghỉ tí xíu, thì lúc đó tấn căn, định căn nó đã được quân bình lại, tinh tấn niệm định tuệ, thành ra ngài đã đắc đạo quả A-la-hán ở trong cái oai nghi đó. Mình coi lại cái bài kinh đó đó, các vị trưởng lão, các vị giải thích đó, là không phải là tự nhiên mà được vậy đâu. Đối với tôn giả Ananda ở trong quá khứ, ở trong thời Đức Phật quá khứ, thì tôn giả Ananda cũng đã từng tu tập, đã từng quân tập rất nhiều về những cái oai nghi này rồi. Tu tập tứ oai nghi hoặc là tiểu oai nghi này đã tu tập cũng như là đã tích trữ rất là nhiều rồi. Thành ra đó, đến bây giờ cái ba la mật đầy đủ, ba la mật ở trong quá khứ đã có, ba la mật ở trong hiện tại, có nghĩa là được gặp Đức Phật, gặp các vị thánh tăng đã chỉ về cái phương pháp tu tập đó, nên cuối cùng đến vào cái giờ này trưởng lão đã đắc đạo quả A-la-hán do ở trong tiểu oai nghi. Vậy thì chúng tôi nói cái câu chuyện này ra đó để cho chúng ta thấy rằng là ở trong hiện tại thì mình có đầy đủ quá khứ ở hiện tại, thì đến một lúc nào đó ba la mật này nó chín mùi, nó già dặn rồi, chúng ta gặp được bậc thánh nhân thì chúng ta sẽ
có cái cơ hội để mà chúng ta đắc được đạo quả ở trong những cái quan nghi này. Còn bây giờ mà nếu mà chúng ta không chọn ra một cái quan nghi nào đó chúng ta tu tập thì cái khả năng đắc chứng thì nó rất là khó. Còn ngay trong hiện tại đó, nếu mà chúng ta mà tu tập trong những cái quan nghi này đó, thì quý vị nghĩ đi, trong vi diệu pháp nói là trong một sát na, có triệu, trong một cái búng tay gì đó có triệu triệu sát na sanh diệt, thì bây giờ mình giống như là mình nghĩ rằng là trong một giây đi, thì cái lộ trình tâm sanh diệt của mình nó rất là nhiều. Vậy thì ở trong cái quan nghi mình đang tu tập, ở trong cái quan nghi đi hay là quan nghi ngồi, hoặc là mình có sự ghi nhận, sự co tay, duỗi tay, hoặc là mình đang làm cái việc gì đó, mình có cái sự ghi nhận như vậy đó, thì là chúng ta thấy rằng là giống như là mình tích trữ rất là nhiều cái lộ tâm thiền, cái lộ tâm thiền, mà cái lộ tâm mà mình quán xét về những cái điều này, thì cái lộ tâm thiện của mình rất là nhiều. Thì nó cũng giống như mà ở đây mà ngày xưa mà người ta tích trữ nước mưa, người ta tích nước mưa sau một thời gian đó, thì nó đầy một cái hồ, nó đầy một cái bể đó. Thì cũng vậy, một búng tay như vậy, triệu triệu sát na sanh diệt, thì mình ngày nào mình cũng tu tập những cái pháp môn này, thì giống như là mình quân tập công đức, giống như là người ta tích trữ nước mưa, sau một thời gian nó sẽ đầy, nó sẽ nhiều. Thì chúng ta tu tập những cái phương pháp này thì sau một thời gian thì cái phước báo của chúng ta nó sẽ rất là nhiều. Ngay trong hiện tại chúng ta không đắc được đạo quả, nhưng mà ở trong tương lai hoặc là ngay trong hiện tại này, chúng ta cũng có những cái phước do cái tâm đại thiền của mình tu tập. Thành ra đó, cái phước này nó sẽ hỗ trợ mình trong cái đời sống ngay trong hiện tại này, nếu mà mình chưa đắc được đạo quả, nhưng mà tâm thiện mình sanh lên nhiều thì nó cũng cho mình nhiều cái quả thiện ở trong tương lai. Thì con kính bạch chư tăng, đối với bài học ngày hôm nay thì con xin được trình bày với những cái ý mà chúng con đã biết được như đây, thì chúng con xin được trình bày ở trong cái bài kinh này bấy nhiêu như vậy. Bây giờ con xin được dứt lời. Với cái phần phước này xin dâng đến chư tôn đức tăng, chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú cái chân để cho Phật tử. Bạch Thượng Thầy Siêu Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu là Thượng Tọa Thầy Siêu cần biết tự xin cái tên Thượng Tọa Hoàng Hiền trả lời cho cô thưa lời một tiếng. Bạch Thượng Thầy Siêu thường thường á, có nhiều người tu tập chỉ chú trọng lúc mình ngồi thiền, lúc mình tọa thiền thôi. Còn lúc đi đứng bình thường thì mình không để ý đến. Nhưng mà với pháp tu tứ niệm xứ, nếu mà một người chỉ tu tập chánh niệm lúc mình ngồi thiền mà không có tu tập chánh niệm, không có quân tập chánh niệm trong những lúc khác như sinh hoạt hàng ngày, thì nó có vấn đề gì? Kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu Hoàng Hỷ cho biết ý kiến về điểm này. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử, một người gọi là tu tập có chánh niệm thật sự thì người đó ở trong bốn ba di đi đứng đọc ngồi đều phải có chánh niệm. Tại sao? Là bởi vì phiền não sanh khởi, bất cứ lúc nào khi đi cũng có phiền não sanh khởi được, khi đứng khi nằm
khi ngồi cũng có phiền não sinh khởi được. Vì vậy cho nên nếu chỉ có chánh niệm trong lúc ngồi thiền mà không có chánh niệm ở những cái quay duy khác như lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, thời như vậy những lúc đó phiền não tham sân si có thể chi phối họ, có thể xâm chiếm họ. Mà nếu là như vậy thì cái việc tu tập của vị hành giả ấy giống như công giả tràng, nó trở thành vô ích. Chúng tôi cũng có thường gặp một vài hành giả khi họ đến họ viếng thăm chúng tôi thì họ nói rằng họ hành thiền, họ có chánh niệm, nhưng mà chúng tôi lưu ý thì thấy họ khi mà xả thiền ra, họ đi chỗ này chỗ kia, họ gặp người này người nọ, họ tiếp xúc, họ nói chuyện, họ ồn ào, thậm chí có những lời nói, có những tiếng cười hơi quá lố. Thì đối với một vài vị hành giả thì chúng tôi nhắc, nhưng một số người, một vài người thì chúng tôi không có nhắc, bởi vì họ không cần, không quan tâm đến. Bởi thế khi chúng ta hành thiền, chúng ta phải nhắm đến, khi chúng ta phải nghĩ đến mục tiêu của chúng ta, tức là làm sao để phát hiện phiền não sinh khởi và diệt trừ phiền não đó, hay là chế ngự phiền não đó. Khi mà biết được cái mục đích mà chúng ta hành thiền là để chế ngự và diệt trừ phiền não thì cần phải hiểu rằng phiền não nó sinh khởi trong bất cứ lúc nào, trong một ngày đời sống sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, đại quay nghi tiểu quay nghi đều có phiền não. Thậm chí thưa quý vị, Đức Phật ngài còn dạy rằng ngay cả lúc đại tiện tiểu tiện cũng phải có chánh niệm tỉnh giác nữa, đừng nói chi là ở trong cái ba đại giác của ngài quay đi ngồi. Một vị hành giả là vị tỳ kheo lúc đắp y, lúc tay cầm bình bát cũng đều phải có chánh niệm tỉnh giác. Khi bước tới đều phải có chánh niệm tỉnh giác. Khi đi lui cũng có biết chánh niệm tỉnh giác. Khi nhìn qua nhìn lại đều chánh niệm tỉnh giác. Nhờ sống chánh niệm tỉnh giác như vậy mà vị hành giả mới kiểm soát được nội tâm, tức là phiền não có sanh hay không có sanh, nhất là năm triền cái, dục dục cái, tức là tham dục, sân độc cái, hôn thủy cái, trọng hối cái, quậy nghi cái, mình mới phát hiện được. Bởi vậy nên
Nếu một người tu tập tứ niệm xứ mà chỉ đặt trọng tâm buông tập chánh niệm trong lúc tọa thiền thôi, còn những lúc khác thì không có quan tâm chánh niệm, thì đối với vị hành giả nó có vấn đề. Một là vị hành giả đó chỉ mới có tập tễnh hành thiền chứ chưa phải thuần thục. Thứ hai nữa, nếu vị đó nói rằng vị đó hành thiền đã lâu nhưng mà vị đó chỉ có chánh niệm trong quay nghi đó thôi, thì rõ ràng là vị hành giả này học không đến nơi, không đến chốn, và vị hành giả không biết rõ là mình tu tập với mục đích gì và phiền não nó phát sinh từ đâu, mình có nên đoạn trừ những cái phiền não đó hay không. Hành giả này vì tu tập mà chỉ có quay nghi trong lúc tọa thiền, còn ngoài ra thì không có chánh niệm tỉnh giác, thì đối với vị hành giả này có vấn đề là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa. Giác trạng như thế, Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú kính trên thượng tọa Thầy Siêu. Bạch thượng tọa Thầy Siêu, có một cái căn bệnh thời đại là bệnh hay quên. Thí dụ mình để chìa khóa tại đâu mình hay quên, hay là mình đi đâu mình muốn mang theo cái gì đó rồi mình lại quên đi. Thì các vị thiền sư nói rằng cái sự quên lại là do ở chỗ mình thiếu cái chánh niệm đối với tiểu quay nghi. Thì đâu có hiểu rõ là cái sự thiếu chánh niệm đối với tiểu quay nghi tại sao nó dẫn đến cái sự quên lãng như vậy. Kính thỉnh thượng tọa quan hệ trở lại. Việc này chúng tôi cũng dễ biết tại sao cái sự quên lãng đó mà được các vị thị sư nói rằng là thiếu chánh niệm đối với tiểu quy nghi. Chúng ta thấy rõ ở đây là khi mà đi đứng nằm ngồi thì đó là đại quy nghi, còn ngoài ra đó thì tất cả những cái cử chỉ khác như chúng tôi đã nói là trong lúc mặc y, trong lúc mang bát, trong lúc đại tiện, trong lúc tiểu tiện đều có chánh niệm tỉnh giác. Nếu như vị này trong lúc đang cầm cái chìa khóa, đặt cái chìa khóa đó ở trên nóc tủ, thì cái cử chỉ đó gọi là cử chỉ tiểu quy nghi. Mà việc không có chánh niệm ngay trong lúc mà mình đưa tay lên để cái sâu chìa khóa, chiếc chìa khóa ở trên cái nóc tủ, rút tay về rồi bước trở lại, không có chánh niệm từng chút như vậy, thì nó tạo thành cái sự quên lãng do vội vã, gấp gáp, đầu óc thì suy nghĩ ở chỗ khác, và tay cầm chìa khóa bỏ lên trên nóc tủ, và lại quên. Vì rằng lúc đó là không có chánh niệm, lâu ngày nó trở thành một cái thói quen, một cái thói quen hay quên, quên gọi là quên trước quên sau. Thì như vậy phần lớn người ta hay quên trước quên sau là tại vì người ta không có chánh niệm trong tiểu quy nghi.
Ở đây cũng nhắc lại thêm rằng là đối với một vị mà có được cái kinh nghiệm đạt đến thì gọi là túc mạng minh đó, thì ở trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích là không phải một lần mà ngồi đó tác ý về quá khứ rồi nhớ, nhớ về cái chuyện xa xưa, chuyện phía trước phải vậy, mà cái vị hành giả là phải có trách nhiệm thường xuyên ở trong quy nghi và trong tiểu quy nghi. Bởi vì vị hành giả phải tập nhớ biết lại mới đây mình đi khất thực về, đặt bình bát xuống, và trước đó nữa là mình đi vào làng, nhớ lùi lùi trở lại như vậy. Chuyện trong ngày hôm nay, chuyện ngày hôm qua, hôm kia, rồi chuyện một hai tuần trước, một hai tháng trước, một năm trước, nhớ lại dần 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 như vậy, thì sau đó mới nhớ lại trong lúc mình tập sinh như thế nào, và trước khi tập sinh mình đang ở đâu vân vân, thì lúc đó chánh niệm nó phải dần dần như thế mới gọi là chứng được cái gọi là túc mạng minh. Cũng vậy, khi mà vị hành giả tu tập thiền quán, vị hành giả muốn tạo cho mình một cái trí nhớ không có bị lẫn thẩn, quên lãng, thì vị hành giả tập mỗi một cử chỉ nhất động đều có chánh niệm biết rõ. Và nhờ biết rõ như vậy cho nên mới không bị lãng quên. Mà thường thường ở đời chúng sanh có đôi khi họ kể một cái câu chuyện mà họ đãng trí, họ hay quên cái này quên cái kia, họ có vẻ như họ tự hào về cái tuổi tác họ đã già, cho nên họ hay lẩn thẩn, họ kể cho người khác nghe để cười. Nhưng thực ra cái việc đó là bắt đầu cái triệu chứng bệnh lãng quên của mình do thất niệm. Thì trong trường hợp đó tự mình phải ý thức và chúng ta phải cố gắng để phục hồi lại. Cái điều đó mới tốt đó, thưa quý vị. Chứ còn chúng ta cứ kể cho người khác nghe cái việc và lẩn thẩn của mình đó, thì lúc đó người khác cười, nhưng mà bản thân chúng ta là chúng ta đã mang một cái khuyết điểm về chánh niệm mà chúng ta không hay biết, chúng ta cứ tự hào cái đó. Thế cho nên khi mà chúng ta già và lúc lâm chung, thì trong trường hợp này chúng ta khó mà nhớ được những cái thiện pháp chúng ta đã làm ở đâu, làm khi nào và làm cái gì, chúng ta khó nhớ được. Thì như vậy làm sao mà cái tâm an tịnh trong giờ phút cận tử để được tái sanh về những cảnh giới an lạc, càng không thể nào có thể chứng được đạo quả do cái việc mà chúng ta thất niệm. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là các vị tỳ sư nói cái người mà hay quên lãng những chuyện vừa rồi như là cất cái chìa khóa ở đâu mà không nhớ, thì cái đó là thiếu chánh niệm đối với tiểu quan nghi là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi đó. Thỉnh thưa tôi chắc đẳng trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
sa thú kính trưng thượng tọa thượng sư, mà thượng tọa thượng sư nhân thượng tọa đang nói điều đó, thì xin hỏi thượng tọa có những người họ sống hay thiếu ý tứ, thí dụ như là ở trong chùa họ đi tới đi lui, cái tiếng đi họ nó lớn quá, nó ồn ào quá, hay là họ nói chuyện rỗn rãng mà họ ít có để ý và để ý đến những người xung quanh, hoặc giả là khi mình ngồi chỗ nào đó mà cái chỗ đó là cái chỗ không nên mình ngồi chẳng hạn, cái chỗ đó của các vị trưởng lão ngồi mà mình không phải là trưởng lão mà mình vô ngồi chỗ đó, rồi sống thiếu ý tứ, thì cái sống thiếu ý tứ nó liên quan đến thất niệm như thế nào, có phải là thiếu trách nhiệm không? Kính thỉnh thì tổ quan hỷ nói thêm về điểm này. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thật ra thì cái chỗ này nói, nếu mà nói theo ví dụ pháp, nói theo Abhidhamma thì không phải là hoàn toàn là thiếu chánh niệm. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Thí dụ một người họ đi đến chùa, họ phát tâm, họ làm phước, họ gặp một vị trưởng lão, họ quan hỷ, họ gấp gáp vội vã để họ tiếp kiến, họ đảnh lễ, vân vân. Thì trong lúc mà họ có một cái tác ý làm cái điều thiện thì tâm thiện bao giờ nó cũng có niệm tâm sở phối hợp cả. Cho nên trong trường hợp chúng ta không thể nói họ thiếu chánh niệm, mà thiếu chánh niệm theo cái kiểu ác pháp, mà chúng ta nói rằng là mặc dù họ có khởi lên tâm thiện, nhưng mà niệm tâm sở trong tâm thiện đó nó không có đủ mạnh, và người này bị phóng dật, người này bị phóng dật. Thì đó là một trường hợp. Còn một trường hợp gọi là thiếu ý tứ đó, tức là người này không có những cái pháp mà Đức Phật người gọi là Saparisat Thamma, tức là pháp của bậc hiền trí, hay Pandita Thamma, tức là không có tri dân, tri quả, tri kỷ, tri mỹ, tri thời, tri hội, tri độ. Khi mà người đó họ đi đến chùa, họ không có cái trí tuệ, không có cái sự khéo tác ý để biết rằng ở đây trong cái khuôn viên chùa chiền là cái nơi an tịnh, ta hãy đi nhẹ, nói khẽ. Họ không có nghĩ gì, họ chỉ làm theo cái bản năng của họ. Hồi nào đến giờ họ đi đứng dục dạc, họ nói chuyện ồn ào, cười lớn tiếng, thì họ cứ là sinh hoạt như vậy thôi, chứ họ không có khéo tác ý để mà biết mình là ai, mình là người cư sĩ, và không biết tri hội, nghĩa là đi đến một cái nơi này, cái hội chúng này, là mình phải làm sao cho xử sự cho nó hợp lẽ. Họ cứ ồn ào xem như là làm phiền người khác mà họ không biết. Cái sự ồn ào của họ làm phiền người khác mà họ không biết. Thì như vậy rõ ràng là với trường hợp thứ hai này thì mới được xem như là một người thiếu cái pháp, thiếu cái pháp của bậc hiền trí, tức là thiếu trí tuệ để mà khéo tác ý. Trường hợp thứ hai. Và cái trường hợp thứ ba đó,
mới là cái trường hợp một người bị thất niệm. Họ lo, họ suy nghĩ tới chuyện gì khác, họ không có tập trung lại cái việc họ đang làm. Do đó khi mà đi, họ không có niệm, không có chánh niệm trong cái bước đi. Khi trong cái tiểu quan đi, họ cầm một cái ly, họ để xuống bàn, họ không có chánh niệm đối với tiểu quan đi đó, cho nên họ đặt cái bàn hay họ đặt cái ly hay là một cái tách hoặc là một cái vật gì đó trên bàn, họ hơi mạnh tay tạo nên tiếng ồn, rồi họ đi cái tiếng dép của họ lẹp xẹp, tiếng giày của họ lớp bóp vậy đó, nhưng mà họ không nhận ra. Đó là trường hợp thứ ba mà được gọi là thiếu chánh niệm. Ổ thiếu chánh niệm. Một vị pháp sư lên pháp tòa thuyết pháp hay đứng trên bục giảng, một vị giảng sư, giảng viên của mình, vị đó không phải chỉ là người pháp học không, mà vị đó phải là người có cái tư tưởng pháp hành nữa, tức là phải có chánh niệm. Khi mình nói cái gì, mình phải biết rõ là cái âm thanh này, người khác ngồi ở dưới kia, họ có nghe, có thể nghe rõ hay không. Phải biết. Rồi ở trong lúc mình thuyết giảng như vậy đó, bất chợt cổ họng của mình nó hơi rát, hơi đau, hơi ngứa, muốn ho, phải biết rõ. Lúc mà mình đang cố gắng nổi gân cổ lên để mà nói, thì mình cũng phải biết rõ là nói như thế đó sẽ mệt, hao hơi, mà nó không có hiệu quả. Người đó phải biết, vị đó phải biết, vân vân. Thì như vậy gọi là chánh niệm trong tiểu quy nghi. Cho nên đối với một vị thật sự mà hành tứ niệm xứ, mà có chánh niệm trong đại quy nghi và trong tiểu quy nghi, thưa quý vị, người đó làm việc gì, đi đứng nằm ngồi, vị đó có cái sự nghiêm trang. Họ làm việc gì, vị đó cũng làm thư thả, làm thông thả, làm nhẹ nhàng, không thể khiển trách được, là bởi vì vị đó muốn làm nhanh thì nhanh, muốn làm chậm thì chậm, nhưng mà lúc nào vị đó cũng có chánh niệm để tránh đi những cái gì mà có thể làm cho người khác họ cảm thấy khó chịu. Thì như vậy đó, cái việc mà chúng ta không có ý tứ trong lúc mà chúng ta bước đi, hay là trong lúc chúng ta nói hay chúng ta cười, cái đó thì nó còn tùy theo, nó có ba trường hợp lận, nó có ba trường hợp. Một trường hợp là người đó đang bị gấp gáp, vội vã, bị phóng dật. Thứ hai nữa là người này thiếu cái trí tuệ của bậc hiền trí, cái pháp của bậc hiền trí là tri hội, vân vân. Thì cái hạng thứ hai này là cái hạng rất là cái hạng đáng khiển trách, hạng đáng khiển trách. Đi đến giữa hội chúng, không biết là mình nói như vậy người ta có chịu nghe hay không, người ta có quan hỷ mình nói hay không, mà cứ nói nguyên thuyên và tự khoe khoang mình. Mà trong khi đó mọi người họ đang nhìn mình cười một cách khinh khi hay là mỉa mai mà không hay không biết. Thì trong trường hợp này thiếu cái pháp của bậc hiền trí, Paṇḍita-dhammā là một điều đáng khiển trách. Còn cái hạng thứ ba đó, trường hợp thứ ba là trường hợp thiếu chánh niệm,
ở trong Đại Quan Nghi, trong Tiểu Quan Nghi thì trong trường hợp này cũng đáng khiển trách. Nhưng mà đối với vị hành giả tu tập mà như vậy thì mới đáng khiển trách nhiều. Còn đối với người bình thường thì thú vị, họ thất điểm đó là lẽ tự nhiên. Tuy vậy, nếu mà chúng ta là người có cái sự ý thức tu tập thì chúng ta cũng nên có chánh niệm chút xíu, được xem như đó là cái sự trưởng thành trong cái việc tu tập gì. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Vị Giác Đẳng và nêu Nam Mô Bụt Thầy. Sa tăng bậc chúng ta bậc chư thượng thế sĩ mọi sinh thọ thành công thành công sau cùng đều đến chúng ta đi nghỉ. Bậc chư thượng thế sĩ thượng thế sĩ thượng đỉnh chúng tâm niệm có thời chạy sự chậm không? Tại vì một số các chư thượng thế sĩ gặp nơi khi mà tập trung tập trung quá trình quán thì dạy cái chuyện này nên đi chậm nói chậm hay là đây là có những cái động tác đặc biệt trong người hơn bình thường. Kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, thật ra thì chúng tôi không có nghe rõ lời nói của Thượng Tọa bởi vì bị rè và nó bị ngân, nó bị ngân nhiều quá. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ dựa vào cái câu hỏi bằng cái lời tá chát ở trên màn hình. Thưa tôi hỏi chúng tôi là một người có chánh niệm đó, câu số 4 là sống chánh niệm có cần sống chậm không? Thưa quý vị, một cái điều sai lầm là chúng ta nghĩ rằng chánh niệm là phải chậm. Bởi vì tại sao chúng ta nói là sai lầm? Là bởi vì mỗi một người của chúng ta nó có cái thường cận nghi duyên khác nhau. Tức là có, nếu mà người nào mà tái tục bằng cái tâm quả, tâm tục sinh là cái tâm đại quả mà vô trợ đó, thì người này họ rất là nhậm lẹ, linh hoạt. Còn người tục sinh bằng cái tâm hữu trợ sát sanh khởi đó, thì người này cái thường cận y làm cái gì nó cũng chậm chậm, từ từ. Mà nếu mà hai người đó mà tu thiền có chánh niệm thì đối với người họ có cái thói quen là chậm chạp thì họ làm chậm thì được. Nhưng mà với người mà họ có cái thường cận y duyên là bước đi nhanh, thông thoát, hoặc làm việc gì, họ lấy cái vật gì, họ cũng làm nhanh chóng, thì đối với người này, họ chánh niệm
bằng cái cử chỉ nhanh nhẹn cũng được, không sao. Không nhất thiết là chánh niệm phải là chậm. Ở đây thưa quý vị, nếu như mà chúng ta bước đi, đi kinh hành, và chúng ta nói là có chánh niệm, hồi nào giờ mình đã quen là người bước đi nhanh nhẹn rồi, mà bây giờ chúng ta bước đi chậm đó, dở chân trái, dở đạp, dở lên rồi đạp xuống, dở lên rồi đạp xuống, trái phải, trái phải, làm như vậy thưa quý vị là có khi té, có khi bị ngã người. Tại sao vậy? Bởi vì chậm như thế đó là nó mất thăng bằng, làm cho cơ thể mất thăng bằng. Bây giờ chúng ta hỏi rằng là nếu như đi nhanh có chánh niệm kịp không? Thưa quý vị, dù đại bi nghi hay tiểu bi nghi, tất cả cái đó đều thuộc về sắc, sắc pháp, rupa, rupa thapa. Còn niệm thì thuộc danh pháp. Sắc pháp thì nó sanh diệt chậm hơn tâm pháp 17 lần. Chúng ta ý chí, miễn làm sao chúng ta có chánh niệm thì chánh niệm vẫn kịp như thường. Sắc pháp không có thể nào nhanh hơn danh pháp được. Nó sanh diệt nhanh hơn danh sắc không có. Sắc pháp không thể nào sanh diệt nhanh hơn danh pháp được. Cho nên ở đây đó, chúng tôi xin trả lời là sống chánh niệm không cần, không nhất thiết phải là sống chậm, chậm chạp. Chỉ đối với người thường cận y duyên của họ, cái gì cũng chậm chạp, thì họ đi chậm, nói chậm. Còn với một, có một số chúng sanh đó, thì họ đã quen cái thường cận y duyên nhanh nhẹn, thì cái sự nhanh nhẹn đó họ vẫn có chánh niệm được như thường. Khi mà chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta bị ngứa, không thể nào mà chúng ta đưa tay lên mà chúng ta gãi từ từ như thế này, làm sao mà nó hết ngứa được. Cho nên chúng ta phải gãi nhanh. Mà gãi nhanh như vậy đó thưa quý vị, chúng ta không kịp là tại vì chúng ta niệm tiếng, chúng ta niệm tiếng, niệm lời, gãi à, ngứa à. Ai biết chúng ta niệm lời chi nó chậm hơn. Bây giờ chúng ta chỉ ghi nhận cái cảm giác đó, cảm thọ đó thôi. Nó ngứa là chúng ta ghi nhận cảm giác là thọ khổ, cảm thọ khổ đang sanh. Chúng ta ghi nhận cảm thọ khổ bởi vì nó không có bình thường, nó làm cho nghi khó chịu, cho nên cảm thọ khổ. Và khi mà đưa tay vào, tay này xúc chạm tay kia đó, thì cái cảm xúc đó mình biết. Và khi mình gãy nhanh như vậy đó, thì nó tạo một cái cảm giác khác, một cảm giác đã ngứa và hết ngứa. Chúng ta đều có chánh niệm dễ lắm thưa quý vị, chứ không phải là khó. Nhưng mà chúng ta thường thường đó, thì chúng ta không chịu làm theo, không chịu tu tập theo cái cách tự nhiên của mình, mà chúng ta sống, chúng ta dựa vào cái hơi thở của người khác mà chúng ta thở. Do đó cho nên có nhiều vị hành giả hỏi chúng tôi là bây giờ nếu mà trường hợp mà đi kinh hành đi chậm quá, nhiều khi con lão đảo con muốn té, thì như vậy có nên tiếp tục đi kinh hành không? Thì chúng tôi mới khuyên họ là cứ đi một cách thoải mái, đi cách tự nhiên, mình đi nhanh thì nhanh, mình đã quen đi chậm thì chậm. Người quen đi chậm họ chánh niệm chậm á, chánh niệm theo cái bước đi chậm á thì họ đâu có té, bởi họ đã quen rồi. Còn người đã quen bước đi nhanh thì họ chánh niệm theo nhanh, không có gì lạ.
Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thứ tư mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu, thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu đi nghỉ. Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thầy Quyền nghe được kính thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 5. Thượng Tọa Thầy Quyền, có nhiều người họ nói rằng mình sống với chánh niệm thì mình mất tự nhiên. Mình sống tự nhiên tức là không cần phải gò bó cùng với chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm có làm chúng ta gò bó không? Chánh niệm làm cho chúng có làm chúng ta mất tự nhiên không? Thí dụ như mình sống luôn ý thức rõ là cái gì mình đang làm, để tâm tới cái gì mình đang làm, nó có phải là sự gò bó không? Cái thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thầy Quyền. Nam mô Bổn Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Thầy, giá Thầy để chúng tôi nghe rõ và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, Đức Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ từ xưa của Đức Giác Đẳng, Đường Cao Pháp Đăng, Đường Cao Pháp Tăng. Tổng minh hành đại đức Phật tính đại đức Từ Trì sư Nguyên Thông cùng sư tăng đang hiện diện tham gia đúng với thiên đường của sư phụ tử. Dạ, anh xin vậy kính bạch với ngài kính quý vị có thể nói rằng là nếu như chúng ta phải dùng câu này một cách nó như thế này. Nếu một người mà có chánh niệm á thì với những gì mình đang làm thì có bị gò bó mất tự nhiên chăng? Ở đây có hai cái hình thái. Một cái hình thái nếu mà chúng ta sống một đời sống mà tỉnh thức á, hay cái đời sống mà quả thật thì gọi là có kiểm soát, thì bởi vì nếu như mà sống theo cái tự nhiên, theo cái bản năng của chính mình thì đó chạy đi theo cái phóng vật, chạy theo cái phóng vật, chạy theo cái sự vận động, thì quả thật nếu như hướng tâm về một cái việc đó thì chắc chắn rằng họ không thể chánh niệm, và họ cũng cảm thấy nếu như vào chánh niệm thì họ cảm thấy gò bó, cảm thấy rất là khó khăn. Như chúng tôi thường nói với người nghe đó, có một số phật tử nói rằng họ sẽ không thế nào mà họ ngồi họ định tâm được. Thì cái mà nói rằng họ không định tâm được đó chính là cái gì? Chính là họ không có, họ chạy đi, cái tâm họ nó bắt cái cảnh này, nó bắt cái cảnh nọ liên tục. Sự thật ra cái tự nhiên là tự nhiên theo theo cái phóng dật, theo cái tham ái, theo chạy theo cái muốn, cái cầu của họ. Cho nên đây là một cái trạng thái, nếu như người như vậy thì họ thấy dĩ nhiên là phải mất tự nhiên của chính họ rồi, bởi vì một cái chặn lại không cho cái phóng dật, không cho cái giải đãi, không cho cái dễ vui nó xuất hiện, thì chắc chắn rằng như thế thì nó là một cái làn sóng nó ngược lại như một cơn thác đổ. Thì bây giờ có một cái vật chống lại, một cái cột hay cái gì nó chống lại, thì chắc chắn là cái dòng thác đó nó không tự nhiên được nữa. Thì cũng như thế, tâm của chúng ta là tâm chạy theo nó lao chao, nó lộng động mà như cá mà nó quăng lên trên bờ, nó phải nhảy. Thì cũng như vậy, tâm mà không có cái chánh niệm hay không có chánh định để cột, để an lập, để một cách vững vàng, thì chắc chắn là sẽ bị lao chao, sẽ bị lộng động. Vì vậy cho nên là một người nếu mà tu tập, nếu mà người ta hay hoặc là nếu như không có tu tập mà người ta có một đời sống nghiêm túc, tức là đời sống nghiêm túc, tức là không có lao chao, không có lộn xộn, thì họ cảm thấy họ phải dừng lại, họ phải chúng ta gọi là khiêm cung, hay là họ kiểm soát, mà chúng ta gọi là cái sự thu thúc, tức là họ có sự kiểm soát, mà đây chúng ta gọi là cái sự thu thúc đó thì cũng tương ứng như là một cái chánh niệm, một cái sự kiểm soát, một cái sự thiết lập, một cái sự điểm bước một cách căn bản cho chính chúng ta. Cho nên vì vậy ở đây là một điều mà chắc chắn rằng họ cảm thấy rất là gò bó. Nhưng điều mà kính thưa quý vị, sự thật ra thì khi mà người mà tu tập một cách chuyên nghiệm, một cách tốt đẹp rồi, thì họ thấy rằng cái đời sống của chính chạy theo linh tinh lung tung, hướng ngoại nhiều quá đó, họ cảm thấy không có vui vẻ gì, mà ngược lại họ cảm thấy cái đời sống nhẹ nhàng tĩnh lặng, họ cảm thấy nó rất là thoải mái, nó rất là tự nhiên. Chúng ta phải nhớ như vậy, những người mà có cái đời sống, chúng ta tạm gọi là có đời sống nội tâm, có đời sống hướng nội á, họ không muốn ồn ào náo nhiệt, họ không muốn bị, họ muốn coi như là tâm họ bay nhảy, mà
hổng nhẹ nhàng hưởng ngoại và tiến bước trên cuộc sống của chính mình. Sự thật ra thì mà nói thì cái đó nó đỡ hơn, nó bớt hơn thôi. Chứ nhìn trời, nhìn trái mây, nhìn trăng, và chúng ta gọi là chúng ta thư giãn đó, thì trạng thái thư giãn đó nó nhẹ nhàng, nhưng ở đó nó cũng bị phóng dật, bị tham ái, nó chi phối à. Cho nên duyên điều nó nhẹ hơn, thì chúng tôi ví dụ tình huống nữa đó, nó nhẹ hơn thôi. Chứ còn quả thật thì nếu một đời một con người mà dù cho tu hay là không tu, họ có một cái chánh niệm mà coi như ngày hôm nay ở một số nước họ cũng áp dụng cái vai trò thiền và cái đời sống làm việc của một số người công nhân hay hoặc là những người mà làm việc ở trong các cái xưởng hãng, họ muốn tất cả mọi người có sự tập trung, có một cái sự relax một chút xíu, nó như thiền, nó như là một cái dừng lại, đừng để tâm nó phải quá mệt mỏi, đừng để tâm nó quá lao chao. Thì như thế từ cái lao chao này nó mới đưa đến cái lộn xộn, nó đưa đến một cái phức loạn ở trong lòng của mọi người. Và nếu như mình nhẹ nhàng hơn, không có tầm cầu, không có phải suy tư gì nhiều, mà chúng ta chỉ biết rằng mình hít vô mình thở ra, hít vô dài mình biết mình hít vô dài, thở ra dài mình biết thở ra dài, vân vân, thì ở đó tức là một cái cảm niệm với cuộc sống rất là to lớn, rất là mạnh mẽ và rất là tốt đẹp. Cho nên vì vậy tất cả chúng ta phải nói nhớ rằng là khi chúng ta có một đời sống như vậy thì chúng ta vượt qua tất cả, chứ không bị gò bó, nó mất tự nhiên. Mà cái đời sống như vậy là một đời sống thiết thực, một đời sống tốt đẹp, và đời sống nó rất là tự nhiên, mà nó cũng rất là khỏe khoắn ở trong thân và tâm này. Dạ, kính không có vài lời trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ sung thì kính một đoạn một chữ tăng năm một hai nhé. Sa thú kính trình thượng tọa thượng quyền. Bất thượng tọa pháp đăng thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu là thượng tọa pháp đăng cầm mic được xin dạ vâng. Bất thượng tọa pháp đăng, hôm nay chúng ta học hai cái phần của chánh niệm, một là chánh niệm đối với bốn quay nghi và hai là chánh niệm đối với các cái kế hạnh hay là những tiểu quay nghi hay là những cử chỉ nhỏ nhặt của mình. Thì hai cái này nó có trộn với nhau không? Hay là mình hành riêng? Thí dụ như khi mình tu tập chánh niệm đối với đi đứng ngồi nằm thì mình chỉ chú trọng đi đứng ngồi nằm thôi, hay là khi mình chánh niệm về các tiểu quy nghi như là bước tới bước lui, ngó qua ngó phải, mặc y đi đại tiện tiểu tiện vân vân, thì hai cái pháp tu mà chánh niệm đối với đại quy nghi với tiểu quy nghi đó, nó có pha trộn với nhau không, hay là nên thực hành riêng biệt? Kính thỉnh ý kiến của thượng tọa pháp đăng. Hello. Mình nói rằng cái sự thực hành ở trong cái thân của chúng ta, nhưng mà khi mà chúng ta mới tu tập đó thì chúng ta tập kiểm soát, tập kiểm soát khi mình đi mình chỉ kiểm soát mình có đi thôi, đứng mình kiểm soát mình đứng. Nhưng mà khi mà mình tu thuần thục rồi đó thì bất luận là lúc nào mà hễ mình co tay thì mình đang co tay thì cái tâm mình nó đã điều khiển cái thân mình co tay, hoặc là đưa tới thì cũng là tâm mình điều khiển cái tay mình đưa tới. Mình tập mà nếu mà chánh niệm được như vậy đó thì có nghĩa là mình đã thuần thục. Tại vì thường thường á, nếu một người mà có học trong A Di Đàm á, thì tất cả cái bước tới bước lui hay là đi đứng nằm ngồi đó thì đều là cái tâm nó điều khiển cái sắc tâm chúng ta. Nên cái sắc mà một đôi sắc là thân biểu tri và khẩu biểu tri á, là sắc tâm cố định. Nên khi mà mình nói đó cũng là cái tâm mình đó, nó điều khiển cái khẩu biểu tri. Còn khi mình đi đó thì hay là mình co tay duỗi tay đó, hay là ngó tới ngó lui đó, thì cũng là cái tâm mình để điều khiển cái thân mình. Nhưng mà nó gì nó quá lẹ, cái nhiều khi mình tưởng chừng như là không có, nhưng thật sự nó không phải vậy quý vị. Nó đều có hết, đều là tâm điều khiển hết. Nhưng mà tại vì mình sống theo cái phản ứng tham sân si nó đã quá quen rồi,
mình mỏi tay thì bỏ tay bỏ xuống, hoặc là muốn gãi mặt thì mình đưa lên mình gãi liền. Nên nó cái tâm sân của mình đó, nó điều khiển cái sự gãi ngứa đó, mình có chịu mình gãi mình mau như vậy. Nhưng mà khi mình tập có chánh niệm đó, thì cái chánh niệm đó mình phải cố gắng tập đó, thì nó mới hoàn hảo được. Chứ còn thật sự là khi mà mình khó chịu, hay mình muốn gãi, hay mình muốn này kia nọ đó, dù cái chuyện đó nó một chút xíu thôi, nhưng mà thật sự nó cũng đi là do tâm của mình nó điều khiển cái tay của mình, nó co hay nó duỗi, hay là nó đưa tới đưa lui, nó gãi này kia nọ. Nhưng mà tại vì mình chưa có tu tập chánh niệm, nên cái sự đó đó mình không có nhạy bén. Nhưng mà khi một người mà tu tập nhạy bén rồi đó, thì đi đứng hay là co tay duỗi tay đó đều chánh niệm được hết quý vị. Tại vì thật sự cái tâm chúng ta nó mau hơn cái sắc pháp rất là nhiều. Cái tâm của chúng ta đó nó mau hơn cái sắc pháp rất là nhiều. Nên khi mình nói mình đưa tay tới đó, thì cái tâm mình nói như vậy, nhưng mà thật sự ra là nó nhiều cái thứ tâm nó điều khiển cái tay mình đưa tới, chứ không phải là chỉ một cái tâm đâu. Nhưng mà khi mà mình tập kiểm soát đó, thì mình sẽ kiểm soát được, mình sẽ có chánh niệm để kiểm soát được những cái đưa tay hay là gãi đầu rồi đó. Thì mình phải biết rằng nó đều là cái tâm của chúng ta điều khiển cái thân của chúng ta hết. Nhưng mà tùy theo những cái loại tâm bất thiện nó quen rồi, bây giờ mình phản ứng một cái cách mau lẹ bằng cái tâm bất thiện. Nhưng bây giờ mình tập cái tâm thiện đó, để có cái tâm mà có chánh niệm đó. Bởi thường thường quý vị biết rằng một cái người mà tu tập đó, mình đi á, mình muốn đứng lại đó, mình coi sao tại sao mình đứng. Chứ còn thật sự nhiều khi mình muốn đứng lại mình đứng lại. Nhưng mà cái người tu thiền đó, thì họ đứng lại họ phải thấy cái khổ của cái sự di chuyển hồi nãy giờ, nó mỏi mệt, nó đổ mồ hôi, thì người này mới tác ý là đứng lại. Đứng lại, khi mà đứng lại vì đó mà ngồi xuống, vì đó cũng tác ý phải ngồi xuống, chứ không có phải là phản ứng theo cái sự khó chịu mình ngồi xuống. Bởi vì mình khi mình tập chánh niệm rồi đó, mình sẽ thấy được từ cái co tay duỗi tay đó. Nên nhiều khi mình nghe cái câu chuyện là có vị tỳ khưu đó cầm cái bát và đưa tới đó, vị đó thất niệm đó, vị đó thụt lại, vị đó từ từ đưa cái bát ra với chánh niệm tỉnh giác. Thì nói như vậy đó, thì quý vị biết rằng là khi mình thấy mình phóng tâm đó, bởi mình phóng tâm mình cũng đưa cái bát, nhưng mà đưa cái bát bằng có thể bằng tâm tham, nhưng mà khi mà mình chánh niệm mình đưa cái bát đó, thì bằng cái tâm thiện. Như vậy thì cái chánh niệm đó nó ở trong tâm thiện, còn cái thất niệm nó nhiều khi mình cũng đưa, nhưng mà đưa với cái tâm tham, nó thất niệm. Như vậy thì khi mà mình tu tập đó, thì một người tu tập mà thuần thục rồi đó, thì bất luận cái oai nghi nào trong cái thân chúng ta đó, thì đều là do tâm chúng ta điều khiển hết. Nhưng mà nhiều khi mình cái thân chúng ta đó thì đều là do tâm chúng ta điều khiển hết. Nhưng mà nhiều khi mình không có chánh niệm quen, thành ra cái nó điều khiển bằng tham sân. Nhưng bây giờ mình tập sao mà mình cứ tập cho nó thuần thục, mà thuần thục có nghĩa là lúc nào mình cũng kiểm soát được hết, mình đều biết là mình có chánh niệm hết, cái đó là mình gọi là thuần thục. Còn khi mà mình chưa thuần thục đó, thì mình làm nó cũng còn lỗ đổ lác đác, có nghĩa là có lúc mình kiểm soát được, có lúc mình không kiểm soát được. Như vậy thì một cái người mà có chánh niệm đó, thì họ hoàn toàn cái oai nghi tế hạnh gì đó, cái sự mà ngồi xuống hay là cái sự co tay hay là cái sự mà dắt y đó, họ cũng khéo léo. Thì chính cái đó là cái tâm thiện quý vị. Còn khi mà mình làm với cái tâm bất thiện đó, thì mình cũng làm vậy, nhưng mình làm nó va chạm, hay là mình làm nó vụng về, mình làm nó bung thùa, nó không có được gọn gàng. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Sa thủ kính trình thượng tọa pháp đàn. Thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta đã quân tập được chánh niệm đối với hơi thở, và đem cái sự chú ý của chánh niệm vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì dần dà chúng ta sẽ nếm được cái hương vị là mình sống trong hiện tại. Lúc bây giờ thì chúng ta sẽ đem tâm nhiều
để chú ý vào những gì xảy ra đối với thân và tâm của mình hơn là mình lo những cái chuyện khác. Một người sống luôn luôn có cái sự băn khoăn về chuyện của người khác, băn khoăn về chuyện của thiên hạ, thì chúng ta lại giảm đi cái sự quan trọng đối với bản thân của mình. Và mặc dù chúng ta đã nói về pháp niệm hơi thở, nhưng bên cạnh niệm hơi thở thì chúng ta thấy rằng niệm hơi thở chưa đủ, tại vì niệm hơi thở chỉ một phần nào đó trong cuộc sống, mà chính ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, lúc đi đứng nằm ngồi, những cái cử chỉ nhỏ nhặt, thì thưa quý vị, chúng ta càng để tâm nhiều, càng sống có một cái ý thức nhiều vào những gì mình đang làm. Điều đó nó tương tự như một người lái xe mà đem cái sự tỉnh táo của mình để ý thức cái gì đang xảy ra xung quanh, thì điều đó nó có lợi hơn là chúng ta nghĩ vẩn vơ. Và một cái phần thưởng lớn nhất của một người sống trong hiện tại, sống với chính bản thân của mình, là chúng ta bớt đi những cái gánh nặng không cần thiết từ những cái chuyện mà xa xăm của quá khứ, của vị lai, của xa xôi, và đồng thời đời sống của mình được đơn giản hóa, được tập trung nhiều hơn. Thành ra khi mà mình sống với chánh niệm đó, nó là một cách để sống đơn giản hóa, và đơn giản hóa tức là bớt đi những cái gánh nặng mà đa phần là không cần thiết trong đời sống của mình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Tôn Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào rung để thực trạng đánh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Sa thú lành thai. Con Thanh Thủy thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi ẩn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự duyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các sườn trong chánh pháp huyền nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Yam kim chi phu sa va ca ma ca pa pa ge re ya ma ma ca ye la va cha ma na sa di na se su ca pa ca pa ye sa pa sa ni no a ti ye ya sa pa sa ni no ca pa go ya pa ma ma ya sa pe pa ki pa va tu te ye ca ca pa su ri ca ye ca go ya pa ma ma ya ye ya sa con xin hồi hướng phước lành mà đã cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân biệt tiền quá ban trọn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao giờ.
Thank you.